Hello anh em nha. Xong video này thì lại tiếp tục với con game Genshin Impact nào. Mình định đến đây nếu nướng da cây mà Là cây cũng nướng, ngon. nướng nướng với bà lại chặt ra rồi. Lại tiếp tục chạy thôi. Tham gia cuộc thi nấu ăn. Yes, for the millionth. That is not possible. They all. This is strange. What is it? What? Does that really make? Oh. Still, it's hard to believe. But it doesn't seem like there's any. Okay, so, what's your name? Olaf. What's your name? Olaf. I can't remember. So a great. What an neat reunited. Olaf. Ah, yes. You should come with. Suốt ngày chạy thôi. Đâu rồi? Chạy lăng quăng hết lên. Don't worry. Much appreciated. Well then, wait. Paimon doesn't remember applying for that job. Okay, Paimon. Ok. Đưa. Còn phải rửa nữa. Risk it. Go get 'em.
so, make me a mushroom chicken skewer. Just make it take... the meat is on track, but we're aiming for perfection here. A certain what? A certain... Yes, definitely needs some... I just mean it would be a... Let me see... Regional special? Yes! I don't care if it flies. All right then. Thanks, you guys. Now show me what you got. À, cái này mình có từ trước rồi nên là chỉ việc giao thôi. Thi đấu kiểu quái gì này, cần người giúp. Điều chưa? This was a fine feast. I have dined today like I have never dined before. Both chefs, yeah. But this is a Chang Ling. Whoopee! I win! I thought I was sure to, but it turns... Yep! My goodness, the amount you'd make... Còn cái thắng của mình giúp hay không, người thắng được cướp. Losing is no fun. Thì đấu kiểu gì? But it was worth it for the chance to eat such superb cooking. This is gorgeous too! Were it not for that exquisite pie monster... I will have a taste. Oh, this is the taste of spring. Hey now. Ngon muốn khóc luôn, really? Kinh thật. Bore maybe, but the putting a smile on customers' faces is what a good time was had by all. But everyone's gone now. Let's go and say goodbye to Zhang Ling. Cái con Baemon này là nam chứ không phải là nữ đâu. Trông đấy thôi nhưng mà giới tính nam đấy. Hẹn gặp lại rồi. Tí nữa rơi vào nồi ngon.
Ui xa thế. Xa vãi đái. Lại chạy học cứt ra rồi. Con vừa lấy rồi. Rồi. Cho người con cá không bằng sự người cách câu. Chọn rồi. Cái này không có hướng dẫn nhá. Dựa theo kinh nghiệm đi các gái trước mà qua thôi. Hmm.
đánh con đánh xa này chứ. Let it rain.